Chào mừng các bạn đến với học tiếng Thái miễn phí mỗi ngày. Hôm nay ta học luyện từ cơ bản bao gồm có chữ Thái. Thì vừa rồi thì có các bạn đề nghị là mình kèm theo chữ Thái, thì hôm nay đã có phó chữ rồi nên là mình sẽ kèm theo chữ Thái theo. Thì bài hôm nay là bài đầu tiên có kèm chữ Thái nên chút nữa mình sẽ đặt thành là phần A. Nên các bạn lưu ý để mà mình học để cho nó đúng từ đầu. Và bây giờ ta bắt đầu học. Mây khơi chưa từng, cả sản tài liệu, mi xịt có quyền, mi dù hoặc là mi léo có rồi, thang khâu lối vào, mày không sạch xuồng tỷ lệ, tua giàng mẫu, bẹp prom kiểu mẫu, sồn gửi, dớ mạc nhiều lắm, khẩu chai máy có hiểu không, prung ní ngày mai, khó thốt xin lỗi, có áp hay tha thứ. Mình sẽ đọc lại một lần nữa. Mây khơi chưa từng, cả sản tài liệu, mi xịt có quyền, mi dù mi léo có rồi, thang khâu lối vào, may không sạch xuồng tỷ lệ, tua giàng mẫu, bẹp prom kiểu mẫu, sồn gửi, dớ mạc nhiều lắm, khẩu chai máy có hiểu không, prung ní ngày mai, khó thốt xin lỗi, khó áp hay tha thứ. Bài hôm nay ta học đến đây. Bài tiếp theo thì mình sẽ thông báo với các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.